Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải. Năm ơi, ngày hôm nay thì Khải sẽ chuyển nhân vật về nhân vật nữ, đồ lấy áo vô tình đặt móc 81 đánh cho nó khỏe nha năm. Thì nói chung thì đỡ trải nghiệm như thế nào cho anh em xem cho vui nha. Hiện tại bây giờ thì sau khi Khải vừa mua cái phi phong kỹ năng vốn có một cấp rồi năm ơi, 5 ngày tương đối là khoảng 5 kim rưỡi, thì trung bình khoảng là 70.000 trên một ngày năm. Thì Khải vừa mua 5 ngày đó, thì lúc trước thì sẽ đồ Khải nam này năm ơi, đây sẽ đồ nam Khải đây. Thì nói chung sẽ đồ nam thì cũng ổn, nhưng mà đỡ mà nói là đạt móc 81 thì nó không đạt nữa mày, mới cái tóc 75 thôi. Thì bây giờ Khải sẽ chuyển về nhân vật nữ đỡ lên móc 5 kỹ năng vốn có nè. 5 kỹ năng vốn có thì sẽ cái chống phái của mình này nè sẽ đạt móc 81 rồi nè, tốc độ đánh nội công 81 nè. Đó. Thì Khải sẽ hướng về cái tốc độ đánh 81 đỡ tham gia hoạt động như này nọ cho nó đạt móc đánh cho nó sướng nha nè. Thì nói chung thì được cái này móc cái kia thôi mày. Đỡ mà đi hướng nam này á thì cũng ok, 80 chón. Đó, 80 chón, 80 chậm. À, đặc biệt là nó có thêm một món khăn lôi từ bao tay, thì lượng kháng Khải cũng khá là đều như thế này. Còn nếu mà chuyển về nữ á, thì chắc chắn Khải sẽ mất một món khăn lôi nha nè. Tại vì chuyển về nữ thì Khải sẽ có đó là phòng thủ vẫn ok, chón thì vẫn ok. Tại vì là ở cái hướng là làm chậm chón thì nó đủ 8 móc, đủ móc 80 làm chậm, thì chắc chắn đủ móc 80 làm chậm rồi. Nhưng mà chón cũng đủ luôn từ đôi giày và cái vũ khí. Thì làm chậm thì có từ nón, bao tay và đai lưng, thì sẽ đạt móc 80 chậm, 80 chón nè. Đặc biệt thì có thêm một kỹ năng vốn có từ một áo nhu tình, thì nó sẽ đạt móc 81, thì nó sẽ mất đi một món khăn lôi. Nhưng mà không sao, nó mới được cái này mất cái kia thôi, không thể nào mà tròn vẹn hết được. Ok, bây giờ thì trước khi đổi thì Khải sẽ tháo hết đồ ra. Khải đổi những vật nữ cho anh em xem nha. Khải thấy con tù, Khải đổi những vật nữ cho anh em xem. Từ từ trước khi đổi, đợi Khải lên bãi quả một tuần nữa rồi Khải đổi cho anh em xem nha anh em. Khải mới mua 4 kim xong rồi Khải mới lên cây lên nhạc nè. Mới mua thức thì mới đổi ạc mua liền luôn mà. Mới lên lên tiền. Mở cũng mấy kiếp ra, năm bữa em đấu em mở hơn ra. Mình xui à, nhiều bị ra mấy cuốn ngâm đi quá trời. Sống này lên đổi nữ rồi đẹp này, đồ đạc ok nè. Thôi 10 giây bảo cơ quả không kịp em ơi. Lấy cái áo nhu tình cho nên nó chắc rồi. Ô, anh nào nhặt hay vậy? Đào Anh. Ok. Ok, bây giờ Khải đi đổi những vật nữ nha Nam. Rồi thì lên phụng thun quả cho anh em trong bang mà nhặt không được quá không kia mà tí nữa giao dịch xong. Ok, bây giờ Khải lên đổi những vật nữ. Đổi vật nữ thì sẽ cần một cây dạng với một ca su à. Hay đổi su à. Nói chung là chơi mà trải nghiệm cho hết em ơi, đặt móc đặt đồ hết cho nó vui nè. Chứ đi nam thì mua cái phi phong đâm ra nó phí tiền quá em ơi. Phi phong phải vừa mua là 5 kim á nè. Nhưng mà nó không đặt móc thì nó vẫn kiểu không có đạt cái hướng của con giỏ đan. Là cứ chuyển về nữ chơi một thời gian đi, tính sau. Rồi, trước khi chuyển nữ thì Khải sẽ cất hết mấy cái đồ này đi. Tháo hết đồ ra mới chuyển được nha nè. Lúc nãy Khải đã cho anh em xem cái bàn kháng rồi. Thì đi hướng nam thì nó lợi ở cái chỗ là áo phục hồi và kèm với một món kháng lôi từ bao tay, vẫn đặt 80 chón 80 chậm. Mà đi hướng nữ thì sẽ chắc chắn sẽ bị thọt về cái hướng một món kháng lôi vậy nè, bị mất đi một món kháng lôi. Nam thành nữ. Ok, nhanh gọn lên đảo hơn em ơi. Và có mấy viên tinh hồng lẻ lẻ không? 1, 2, 3. Ok, chuyển cái nữ xong nè. Tinh hồng không có, hết tinh hồng rồi. Gây được Khải gì à? Cái lánh bộ tinh hồng à? Đổi về hướng nữ thì tốc độ đánh nó đạt 81 thì đánh nó sẽ ok hơn nè. Ở hướng đam thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà hướng phòng ngự thì không có, nó bị thọt về hướng phòng ngự. Hôm
Cái gì vậy? Sao lát vậy? Ủa mà sao giật dữ? What the hell? Rồi. Ủa? Ủa mình lấy cái bộ ở đây này. Rồi lên đảo nha nè. Đồ đạc ở đây đủ rồi. Bây giờ lên đảo thôi. Cái này chuyện giới tính thì chuyển thôi em ơi. Còn lại là mấy cái đồ, mấy cái tại địa thì mình sẽ đi tự tẩy nè. Rồi lên cái áo nhung tình cho đặt móc. Rồi đai lưng nè, kiếm nè, áo nhu tình nè, nón giày nè, bao tay đó. Đây nè, đó sau khi gì hướng nữ thì ok rồi, đặt mắt 81 nha mọi người, quá đẹp luôn. Hai thằng là điểm mà đồ nam thì khai sẽ bón rương đỡ dành nè. Đó, đặt móc liệt như đâu đồ nam nè, đồ nam nè. Đây đồ nữ thì coi máu được nhiêu rồi, máu ơi tăng thêm 200 tăng cái nội công trước à, 5100. Ui năm kỹ năng mới tăng 500 điểm mà đã đạt 5000 mấy lực tây rồi. Ui tính ra lực tây lúc nãy là 5200, mang thêm cái này lực tây 5600. Ui thực sự là quá chắc luôn em ơi, cố gắng lên 5700 rồi tăng full máu nha năm. Quá đẹp, quá đẹp, thêm được 500 lực tây, ok luôn, máu nhiều, 1k8, ráng là máu được 2k đẹp, 2k, 2k, cố gắng 2k. Áo nhu tình khá chưa được đẹp lắm, áo nhu tình sinh lực có 122, 22, 24 này, thấp quá. Võ đang thì cũng rất là cần sinh lực mà đồ tầm như đó, ok được 2k này chứ giỡn đâu, cũng được 2k đây mà, ngon, 2k1 đẹp luôn rồi. Máu khoảng 2k1 của Võ Đan tầm này là khỏe rồi. Nếu mà có áo nhu tình đẹp hơn thì nó sẽ khác rồi nè. Rồi vừa đẹp. Úi xời, lực tay 5k7, quá đẹp. Giờ đặt móc 81 rồi em ơi, nó sẽ đánh nhanh hơn. Đặt móc của nó đánh nhanh hơn. Rồi ok, ok nha em ơi, quá đẹp luôn. Lượng kháng cũng không có thay đổi gì mấy em ơi, chỉ hụt ở một món kháng lôi thôi. Một món kháng lôi thôi. 75 cộng 2, mang vô được 75 cộng 2, tháo. Nếu tháo cái này ra mang ấn kháng lôi vào thì nó có thể tương đối nè mày. Mang ấn kháng lôi 25 thì sẽ được kháng lôi 75. Cái đây là Khải đang có bắt qua lộ kháng tất cả 15 anh nè. Còn không có thì chắc là kháng lôi chắc khoảng tầm số mấy thôi. Nếu mà mang ấn thì khoảng tầm số mấy. Rồi Khải mang cái sinh lực 200 thử nó có tác dụng không, hay là nó mất cái khác không. Ồ sinh lực 200 mất được 2k3 thì mang sinh lực 200 hay hơn nè em ơi, khác tất cả này chưa cần thiết. Rồi đẹp luôn đó, quá đẹp. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video và lần thay đổi này thì vào thông kim thì sẽ cố gắng giành giật tốt hơn nha em. Như hôm qua Khải có đánh thì được top 7 top 8, nhưng mà về sâu không giết được mặn nào nè em, tại vì lúc đó anh em lên đại tướng hết rồi á, ai cũng trâu hết em, đánh thực sự rất là khó, ai cũng trâu bò bãi trưởng luôn, đánh khó bãi nồi luôn. Hôm nay thì ok rồi, 5700, máu 2003 là đẹp rồi. Rồi quá tuyệt vời, xuống đảo. Ok giờ lên hoạt động nhận quả tuần cuối nha nè, tí nữa đi boss thử cái anh đường boss này không nha. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho lần thay đổi này của Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nè mày. Sau khi lên 5 kỹ năng anh em cũng biết rồi, thì Khải sẽ đặt móc 81 nè nè. Đó, tốc độ đánh nội công 81 quá chắc luôn. Hiện tại sẽ đồ cho anh em xem tổng số vàng nè, xếp đồng bang nè. Nó cũng không thể đổi nhiều nữa, chỉ mất một món kháng lôi từ cái hướng bao tây của nam thôi. Sẽ đăng bài như cũ này. Rồi áo nhu tình cái năng 1 cấp này, phi phong cái năng 1 cấp là 2, kèm với càng khôn là 2 nữa là 4, kèm với sân hàm 3 nữa là 5 cái năng. 5 cái năng cũng có đó. Thiên địa vô cực 5 cấp đó. Ok chưa? Rồi thực hiện nón Khải phần thủ lý sinh lực làm chậm. Đai lưng thì vẫn là lưng cũ, sinh lực cao, phần thủ lý làm chậm, sinh lực làm chậm 20 là 40, kèm với bao tây.
Bà Tây cũng sinh lực cao, cũng ok, 6-7 làm chậm 40, cũng đọc móc 80 chậm như nè, 80 chậm. Còn hướng chón thì Khải sẽ mang đôi giày tóc 39, sinh lực cao và hắn hỏ, và chón 30 kèm với cái vũ khí thì 80 chón nè. Đó, ok, quá ok luôn nha anh em. 80 chón, 80 chậm kèm với đọc móc tốc độ đánh 81. Thì với hướng này thì vào tổng kim sẽ có cơ hội ăn nhiều mạng hơn nè. Mình sẽ kẹp chai, kẹp lọ, kẹp gấp các kiểu rồi đánh thôi nè. Rồi, ok. Rồi, ok. Cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên lại cho video này Khải sự theo dõi của Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người nha. Hẹn em vào lúc 7:30 tối gặp nhau hàng ngày nha mọi người. Bye bye.